tên là Nguyễn Thùy Trang, tôi đang đảm nhận là nhân viên phục trang của đoàn ca múa kịch Lưu Hữu Phước. Khi mà thấy người ta diễn, thấy mình đứng dưới mình nôn nao mà mình tủi lắm. Nghe người ta diễn là cái gì mà mình thuộc là muốn nhào ra là hát chung với người ta luôn vậy đó. Ước gì mà mình lên mình diễn luôn luôn, lúc nào cái cảm nhận mình là phải lên sân khấu là cháy hết mình. Đứng bất cứ góc độ nào trên sân khấu, thậm chí không đứng ngoài ở trên sân khấu mà đứng trong cánh gà, miễn sao mà mình có nghề, mình hoạt động nó có liên quan tới nghề là Trang cảm thấy ngoan nguyện. Trang ơi,
Mẹ Trang ơi, nãy giờ là chưa có tiếng chuông nào vang lên đúng không ạ? Nhưng mà mẹ Trang đừng có buồn, bởi vì có con trai cổ vũ mẹ Trang nè. Dạ, em cảm ơn chị. Trang ơi, em hát cái bài là Tiếng Chày Trên Sóc Bon Bo. Mà cái bài này thì nữ danh ca Thanh Kim Huệ đó, chị xử lý tuyệt vời lắm. Rồi hồi đó chị cũng có hát, thì chị có xử lý khác. Em xử lý cái bài này chưa làm cho rung động trái tim của chị. Dạ. Yeah. Bây giờ em có thể hát một câu giọng cổ nào khác không phải cái bài đó giúp giùm chị được không? Dạ. Yeah. Chị giúp em không quý vị? Giúp mẹ Trang nha. Bây giờ em có thuộc một cái trích đoạn nào không? Trích đoạn cái lương nào mà em vô một câu chồng em vô một câu cho chị nghe. Cánh hoa rừng mộc mạc đơn sơ, hoàng tôi bài hát ấy giao giang cũng như mối tâm tình của người con gái nơi rừng núi hoang sơ. Người xót thương tha thứ tội vô tình. Đủ rồi em, đủ rồi em. Hai người chọn em rồi, đừng hát nữa. Nổi da gà luôn rồi Trang ơi. Thấy chưa? Bây giờ chọn chị hay chị Mỹ thôi. Mà giờ chị không có dám nói nhiều. Chị Mỹ cũng chị, không có. Chị khi mà hồi nãy em hát xong chưa kịp nói thì Huyền đã có cái yêu cầu giống như là tâm chị đang nghĩ, là chị rất là muốn, tại vì chị cũng ấn tượng chị Thanh Kim Huệ cái bài này. Mặc dù trong cái bài này em có cái riêng của em chứ không phải là em không có, em không có rập khuôn chị Thanh Kim Huệ, nhưng chị vẫn muốn em làm cái gì thêm thì Huyền đã làm trước. Nhưng khi em cất lên câu giọng cổ vế thứ nhất, chị đã thò tay chị bấm ngay rồi. Cái này là chị với chị Mỹ cùng bấm, nhưng mà chị Huyền và chị Mỹ là hai chị rất là thương yêu nhau, cho nên tụi chị rất là hòa bình. Em chọn ai chị cũng vui, nhưng mà chọn chị thì chị vui hơn. Em xin cảm ơn chị Thoại Mỹ rất là nhiều. Rồi hiểu rồi chị đã... Tôi hiểu rồi đó. Tôi hiểu có câu trả lời đó. Mặt sượng liền à. Mặt sượng. Đừng có cười sượng. Người ta cười. Đừng có cười sượng. Cười thoải mái giùm đi. Anh làm cười em rối mà. Anh làm em rối đó. Rồi em dạ, cảm ơn đi. Thật sự đây là lời nói thật sự trong trái tim em. Dù cho em có về đổi ai đi nữa, thật sự em cảm ơn chị Mỹ, em cảm ơn chị Huyền. Dạ đã nói duyên cho em đến với tổ nghiệp. Nếu mà qua vòng này em có đi sâu đi xa hơn nữa hay không thì đối với em đó không điều quan trọng. Tại vì em đến là bằng niềm đam mê. Cho dù mình không đứng được trên sân khấu lớn mình hát, thì đối với em mọi góc cạnh, mọi khía cạnh trong cuộc sống này, ở đâu cũng là sân khấu của em hết. Và cuối cùng dạ, chị Trang sẽ chọn. Dạ em đổi. Xin phép dạ em xin phép em xin về đội của chị Ngọc Huyền. Yeah. Chúc mừng chị Ngọc Huyền và chúc mừng chị Trang. Bồng con, mai mốt là cô được nựng con mỗi ngày nghe. Lết vô nó cười kìa đó chứ. Nó cười kìa.